Theo bản tin Nhà đất và Đầu tư ghi nhận, hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều khu đô thị bỏ hoang, ít người đến ở. Tuy nhiên, giá các căn biệt thự liền kề ở đây vẫn ở ngưỡng cao, chưa có dấu hiệu giảm. Đơn cử là tại khu đô thị Lideco Hoài Đức, thời điểm mở bán cách đây chục năm, giá bán tại đây dao động khoảng 16 đến 20 triệu đồng một mét vuông. Nay các căn biệt thự liền kề đang được giao bán với mức 10 đến 20 tỷ đồng một căn. Tương tự tại khu đô thị Dương Nội, năm 2020, giá biệt thự nhà liền kề vào khoảng 50 đến 80 triệu đồng một mét vuông tùy vị trí. Đến thời điểm hiện tại, mức giá tại đây dao động từ 90 đến 120 triệu đồng một mét vuông, thậm chí có căn được chào bán với mức giá 140 đến 160 triệu đồng một mét vuông. Được biết, do tác động của thị trường và chi phí liên quan đều tăng, vì vậy giá biệt thự liền kề ở khu đô thị bị bỏ hoang nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thêm vào đó, có một số dự án trước đây khi mới hoàn thành, chưa mở bán đã thế chấp ngân hàng cao hơn giá thị trường nên cũng không thể giảm giá. Sự bất hợp lý này đang diễn ra ở thời điểm mà thị trường bất động sản vẫn chưa tan băng. Như vậy có thể thấy, việc các nhà đầu cơ mua không phải ở thực mà chờ tăng giá để bán đã góp phần vào sự lãng phí tài nguyên đất. Đã đến lúc cần có những chính sách siết chặt như đánh thuế căn nhà thứ hai để chấm dứt tình trạng trên.